Rồi xin mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đến xem kênh của em ngày hôm nay ha. Hôm nay thì đến với bãi kiển của chị Thủy ha, Vĩnh Thành Chợ Lách Bến Tre, để chị Thủy quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cái may giống may ghép hàng chợ Tết năm 2025, hàng già mùa của chú anh chị ha. Thì hôm nay vườn của chị Thủy có lên giao lưu là một cây giảo nhung nè, có lại siêu bông Sài Gòn, siêu bông Bình Lợi, nhị ngọc tần, hàng già mùa phong tầng thông rồi cô chú anh chị ha. Cho cô chú anh chị mình chợ Tết năm 2025 mà có cây đầu liếc ngày hôm nay ha, một cây hàng bonsai đại cho cô chú anh chị mình ha. Thì hôm nay giá cũng cực kỳ là yêu thương luôn, thì mong cô chú anh chị nào vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của chị Thủy nha. Rồi cũng không là mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa, hai mời cô chú anh chị mình vào luôn clip để gặp luôn chị Thủy, để chị Thủy chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi, em chào chị Thủy ơi. Rồi hôm nay đến với kênh Mai Vàng Bến Tre thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh nha. Rồi. Hôm nay đến với kênh thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình một lô mai này thì nó to để cho mình chơi Tết năm 2025 nha cô chú anh chị. Đó, cây đầu clip hôm nay thì em vô luôn là mã số 11 nha, là một cây giảo nhung ha. Rồi một cây giảo nhung. Rồi, cây giảo nhung cái mâm luôn quá trời quá đất luôn, cây này già mùa là mình chơi bông cực kỳ siêu vip luôn nha cô chú anh chị. Cái này cái phôi lớn lắm nha cô chú anh chị ha. Nhìn xa em đứng mấy mét luôn, cái tàn một hồi khủng khiếp vậy cô chú anh chị ha. Đó, cái tàn rất là dày tàn ha. Ấm tàn cực kỳ luôn cô chú anh chị ha. Cái phôi tàn này chơi Tết thì khỏi chê luôn cô chú anh chị. Cây cũng đang bắt đầu làm nụ non cô chú anh chị ha. Vô cựa gà làm nụ non hết rồi. Cái đế nè cô chú anh chị, rồi cái cột két bự bằng giỏ cái em luôn á. Rồi nguyên cái bệ đế nè cô chú anh chị ha. Rồi cái này thì nó có bị cái lỗi ngay đây nè cô chú anh chị ha. Đây em quên mới dòm kỹ thấy đây có cái lỗi nè cô chú anh chị ha. Tóc da đây ha, nhưng mà đây khô queo không sao nha cô chú anh chị ha. Cây nó đang kéo mại ha cô chú anh chị ha. Xử lý thuốc rồi cô chú anh chị. Cây khỏe nên cây mới tốt như vậy nha cô chú anh chị. Rồi hoành tại điểm này là mình được là 44. Rồi cái này thì nói chung về cái bề cái mặt tiền của nó là mấy bên này thì nói chung nếu như cô chú anh chị mình chân tát thì nó cũng không ảnh hưởng gì mấy cô chứ về cái này cô chú anh chị ha, không ảnh hưởng gì cây hết trơn, thì cái đó nó cũng không có quá có vấn đề gì với cái cây này, chỉ nói chung là nhà vườn đã xử lý xong rồi và cây vẫn phát triển rất là mạnh là cô chú anh chị mình thấy ha. Rồi chiều cao là 104. Tán ngang là 140. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 4 triệu rưỡi thôi nha. Rồi 4 triệu rưỡi mình bao ship luôn hả chị? 4 triệu rưỡi là em bao phí ship cho cô chú anh chị em gần xa mình ha. Rồi đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 12 nha cô chú anh chị. Rồi. Mã số 12 đây là một cây siêu bông Bình Lợi ra ha. Trời ơi cái hàng này già. Và cái dầm thấy nó đẹp cực kỳ cô chú anh chị. Cái nhà này, cái này là ghép bo từ hầu như là muốn gần như là đầu luôn cô chú anh chị ha. Nó có ghép nó bằng tay cái em luôn cô chú anh chị nè. Bình Lợi nữa là nụ non rồi cô chú anh chị ha, là nụ kim nụ non hết rồi ha. Trời ơi cây cũ nè, trời ơi quá tà đã luôn cô chú anh chị ơi. Mấy cây này thì mình chơi bên sai là quá tuyệt vời luôn á. Cái vàng tàn nó kẹo kéo luôn á. Và cho em sẽ thông số cái này chị. Hoành tại điểm này là được 28 nha cô chú anh chị. Rồi, hoành 28 ha. Cũ quá trời đã luôn. Rồi. Chiều cao là mình được có 96 à. Rồi. Tán ngang là mình được 120. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 4 triệu rưỡi thôi nha. Rồi 4 triệu rưỡi ha. 4 triệu rưỡi là có cây Bình Lợi già mùa quá trời xuất sắc tuyệt vời luôn nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 10. Tiếp theo mã số 13 nha cô chú anh chị. Mã số 13. 13 cũng là một cây siêu bông Bình Lợi luôn. Đó, cô chú anh chị em nào thích ha lấy cặp ra siêu bông Bình Lợi này quá tuyệt luôn. Cặp này qua đều gan luôn cô chú anh chị ha. Tàn đồ đều gan luôn, chiều cao cũng ngang ngửa nhau 9-10 ha cô chú anh chị ha. Mã cây xích chút xíu à. Cây này bộ đế dữ nha cô chú anh chị. Lên nụ nè cô chú anh chị ha. Em nhổ bớt bả cỏ quá trời quá đó. Ờ cái cũ nè cô chú anh chị. Cái gốc bự. Cái củ đít nè, nó nở nguyên cái bệ dưới này dữ lắm nha. Này củ nở cái này nó nở lên là mình khai thác thêm một chút xíu nó được nha cô chú anh chị ha. Khoảng tầm 5 xăng nó được cô chú anh chị ha. Khai thác 5 xăng nữa. Trở lại củ là nhìn đã cô chú anh chị ha. Thấp thân quá trời thấp luôn. Hai cây này. Hoành thân cây này là được tí xíu nữa là 28. Rồi. Em tính 27 nha. Rồi. Cái vàng tàn nhìn cái mâm tàn nó là nhìn đã liền thôi cô chú anh chị. Chiều cao là mình 96 luôn. Rồi.
tán ngang là mình được là 100. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 3,5 triệu thôi nha. Rồi 3,5 triệu ha. Cô chú anh chị nào lấy một cặp này thì nhà vườn sẽ để cái giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình luôn ha. Nó lấy một cặp nha cô chú anh chị. Rồi ok ha. Rồi tiếp theo cây mã số 14. Tiếp theo mã số 14, đây là một cây siêu bông Sài Gòn tàn thông nha cô chú anh chị. Tàn khủng khiếp cô chú anh chị ha. Em đang cầm cái máy quay em đứng đây cách đây cũng phải, em phải nói là khoảng tầm 3 mét nha cô chú anh chị, 3 mét 3,5 mét á. Đó, mình nhìn cái tàn khủng khiếp cái tàn chưa. Đó, cách 3 mét 3,5 mét mình có thể mới có thể nhìn thấy hết được cái tàn của cái cây này cô chú anh chị. Okay. Dạng phong tàn thông á cô chú anh chị ha. À, thợ đã vô dây chỉnh sửa rồi, tàn cực kỳ đẹp luôn ha. Siêu bông Sài Gòn, nhóm này của chú Sáu Bình Dương đúng không chị? Đúng rồi. Siêu bông Sài Gòn của chú Sáu Bình Dương nha cô chú anh chị ha, chứ không phải siêu bông Sài Gòn lá lớn nha. Rồi, ôi, củ nở nó cô chú anh chị ha. Cái này chắc hồi xưa mình vô mai tàn, vô tàn, nuôi tàn rồi mình mới ghép đúng không chị? Đúng rồi. Này nuôi tàn chỉnh tựa rồi lên nặng hết rồi mới ghép. Quanh thân được 27. Dễ nó ăn lên rồi cô chú anh chị ha, cứng ngắt cái bầu luôn á. Hàng này thì bao thùng chậu á, mình chơi tết thoải mái, an tâm thoải mái chơi giùm em luôn ha. Chiều cao cây này chắc 1,7 m trở lên nha cô chú anh chị. Cái này có sức đi xa cũng bảo đảm luôn cô chú anh chị. Em không có đường nào đo tới ha. Tán ngang là 1,40 m. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 4 triệu nha cô chú anh chị. Rồi. Đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 15. Tiếp theo mã số 15 nha cô chú anh chị. Ủa 14 chứ. 15. 15 rồi, đúng rồi 15. Mã số 15 ha. Cái này giống gì đây chị? Cái này cũng là siêu bông Sài Gòn luôn ạ. Rồi giống của chú Sáu Bình Dương luôn ha. Đúng rồi. Cái phân tàn cái này thì nói chung là cũng ok cô chú anh chị ha. Nó có hơi bị lép lép đây một tí ha cô chú anh chị ha, nhà vườn thợ kéo cái tàn nó cũng không chống mấy cô chú anh chị ha, nhưng mà cái này chân tết là ok luôn nha. Hàng giả cô chú anh chị nè, mấy cái chọc ghép nè, bụi chảng hết trơn cô chú anh chị ha, gần liền cái đầu nhánh ghép rồi ha. Rồi thông số cái này luôn chị ha. Quanh thân được 23. Rồi. Chiều cao là được 130. Tán ngang là 134. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 3 triệu thôi nha. Rồi 3 triệu ha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 16. Tiếp theo mã số 16 cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nữa nha cô chú anh chị. Rồi ôi cái tàn quá trời luôn cô chú anh chị ơi. Lúc gài giá cây lúc gài còn ngon lành cô chú anh chị em mình mua về là nó rẻ hơn gần tết rất là nhiều luôn nha. Dạ. Vàng tàn quá trời đã luôn cô chú anh chị ha. Cây gì đọt rồi rất là sung nha cô chú anh chị ha. Đó, nụ kim đồ ngon lành nha. Rồi thông số con chị ha. Quanh tại điểm này được 26. Rồi, quanh 26 ha. Rồi cái phân rất là thấp cô chú anh chị ha. Vàng tàn này đầy tàn luôn cô chú anh chị ha. Được chiều cao luôn. Cái này chắc em cho 1,5 m thôi nha cô chú anh chị chứ. Hơn nha. Tính 1,5 m đi. Tán ngang là 1,38 m. Yeah. Rồi cây này em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình giá chỉ 4 triệu thôi nha. Rồi, mình đỡ cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 17. Tiếp theo mã số 17. 17 cũng là một cây xuông Sài Gòn nữa nha cô chú anh chị. Cái tàn quá trời luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Cây này thì già nha cô chú chị, mấy cái này già mùa hết trơn rồi ha, hàng này thì cho tết thoải mái giùm nhà em nha cô chú anh chị. Quanh thân được 24, này là em nuôi nó thần chậu mà rễ nó lên tới mức độ này luôn cô chú anh chị em mình yên tâm mua về chơi ha. Rồi quanh thân 24. Cây này chiều cao chắc cỡ 1,7 m quá cô chú anh chị ơi, em đo không tới đâu đó thì cho em cho vậy thôi chứ chắc thể nó tên 82 m luôn cô chú anh chị, nó cao lắm. Tán ngang là 1,40 m. Rồi.
Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 4,5 triệu thôi nha. À, 4,5 triệu cho cây mã số này ha. Rồi em đổi cây luôn nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 18. Tiếp theo mã số 18. 18 đây là một cái siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Ồ, cái vàng tàn quá trời khủng khiếp cái vàng tàn này luôn cô chú anh chị ơi. Cái cái vàng chậu mai này nó nằm là nằm trong lòng lọt lòng chậu 7 nha cô chú anh chị. Chậu 7 lọt lòng hả chị ha. Ừ. Cô chú anh chị mình biết chậu ha. Ồ, cái củ nè cô chú anh chị, cây này củ nở quá đẹp luôn nha. Củ này còn nở nữa nha cô chú anh chị ha. Đang đây nở rất nở, là vàng luôn cô chú anh chị ha. Rồi, ông số luôn hả chị. Hoành tại điểm này là mình được 29. Dạ. Mình loại già nha cô chú anh chị, hàng chơi Tết nha. Chiều cao mình được là 128. Rồi. Tán ngang là mình được 138. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là 4,5 triệu nha. Rồi 4,5 triệu ha. Rồi. Đổi cây cho, đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 19 ha. Tiếp theo mã số 19 là một cây siêu bông Sài Gòn nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Quá trời đã luôn cô chú anh chị ha. Mấy cây này cô chú anh chị em nào ở gần gần như từ thành phố trở lại trong tỉnh Bến Tre rồi thì em sẽ giao xe cho tông ngày cho cô chú anh chị em mình. Sài Gòn ha, thành phố Hồ Chí Minh đó cô chú anh chị ha, Tiền Giang, Long An ha, Bến Tre ha, rồi Cần Thơ ha, Vĩnh Long, Hậu Giang rồi cô chú anh chị ha, An Giang rồi ha, là nhà vườn sẽ cho anh Thủ giao xe cho cô chú anh chị mình nha. Rồi cho xin thông số cái này đúng không chị ơi. Quỳnh thân tại điểm này là được 28. Rồi. Cây cốt tình lùng lực luôn quá trời cô chú anh chị. Tàn quá trời đã luôn cô chú anh chị, siêu bông Sài Gòn ha. Cây này chiều cao chắc cỡ 1m7 đi nha cô chú anh chị. Ờ, 1m8, 2m á. Cao dữ lắm cao. Tán ngang là mình được 134. Rồi. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình giá chỉ 4 triệu thôi nha. Rồi 4 triệu cho cây này ha. Rồi. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 20. Tiếp theo mã số 20 cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nữa nha cô chú anh chị. Cây này thôi quá trời quá đất cô chú anh chị ơi. Ờ, cái vàng tàn thông quá đẹp luôn cô chú anh chị ha. Thấu thân cực kỳ thấp luôn cô chú anh chị ha. Bông tàn này đã lắm nha cô chú anh chị. Cái này mình tầm với đất một cây này thì quá tuyệt vời. Mấy cái bắt cái mắt bo ghép á. Rồi. Này nó to dữ lắm rồi nha. Rồi thông số luôn chị. Cái này thì tại điểm này là mình được là 25. Rồi. Cây đã nụ non rồi cô chú anh chị ha. Cây này cho cao okay luôn nha. Cao 1m6 thì ngang cho chú anh chị. Cây này dài lắm rồi cô chú anh chị ha. Tán ngang là 135. Rồi. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là chỉ 4,2 triệu thôi nha. Rồi cây này cuối clip luôn cho chị. Rồi cây này cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho em nha. Trời ơi. Rồi cái này cũng là một cây cuối clip của em hôm nay nha. Thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho em nha. Em mong rằng cô chú anh chị em mình luôn luôn yêu thương và ủng hộ em ha. Những cây to như thế này thì mong cô chú anh chị em mình ưng ý cây nào thì chọn giúp em nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh giống như chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.